Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân Tạ Thị Thu Hằng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động và thông tin về việc Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai gia đình bà Nguyễn Thị Phương và Lê Thị Mì ở xã Mai Động, huyện Kim Động. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của chị Tạ Thị Thu Hằng, thường trú tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư phản ánh về việc bác của chị là bà Nguyễn Thị Thêu đã chặt phá cây của gia đình. Đây là hình ảnh chị Hằng cung cấp cho phóng viên chuyên mục hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày 3 tháng 9 năm 2023 tại thôn Dự Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Bà Nguyễn Thị Thêu là bác ruột của chị Hằng ngang nhiên dùng dao chặt bỏ cây bưởi khi quả sắp đến ngày thu hoạch. Lý do bà Thêu chặt cây là để mở ngõ đi. Theo đơn chị Hằng phản ánh, ngày 5 tháng 4 năm 2022, gia đình chị có lập biên bản họp gia đình. Nội dung biên bản họp bàn về việc bà Nguyễn Thị Thêu và bà Nguyễn Thị Hoa là mẹ chị Hằng có chung hai mảnh đất, một mảnh hiện mang tên bà Thêu, một mảnh mang tên bà Hoa. Hai bà cho chị Hằng một mảnh đất dọc hai mảnh của hai bà. Phần đất còn lại sẽ dùng để làm chỗ thờ cúng khi hai bà mất. Biên bản có nội dung là để lại 3 mét chiều ngang để làm lối đi. Biên bản lập từ ngày 5 tháng 4 năm 2022 và không ghi rõ khi nào thực hiện làm đường đi. Ngày 3 tháng 9 năm 2023, bà Thêu đã trực tiếp chặt cây và nhờ anh em con cháu phá tường rào để mở lối đi. Xét thấy hành vi phá tường, chặt cây là hành vi vi phạm pháp luật, chị Hằng đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương ngăn chặn và đề nghị làm rõ sự việc. Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa đã lập biên bản yêu cầu bà Thêu dừng việc mở lối đi để các cơ quan chức năng giải quyết, làm rõ sự việc. Được biết, gia đình chị Hằng cũng đã gửi đơn đến công an xã Chính Nghĩa và công an huyện Kim Động để đề nghị làm rõ sự việc. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban biên tập hộp thư sẽ làm phiếu chuyển đơn của chị Hằng đến công an huyện Kim Động để giải quyết theo thẩm quyền. Phần tiếp theo của chuyên mục, phóng viên phụ trách hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Khắc Anh, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Gia, đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên về một số quy định của pháp luật liên quan đến phản ánh trên. Chúng tôi xin trích dẫn để quý vị tham chiếu. Quan điểm của tôi này, trong trường hợp là cũng có biên bản thỏa thuận, thì cái thỏa thuận đấy nếu các bên cùng nhất trí thực hiện thì văn bản đấy có hiệu lực và cùng thực hiện theo đúng biên bản. Nhưng biên bản đấy một trong các bên không thực hiện nữa hoặc không thực hiện cam kết thì bên còn lại phải làm đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể là Ủy ban nhân dân xã làm hòa giải ban đầu, sau đó có thể khởi kiện ra tòa án. Đập phá là một hành vi pháp luật không cho phép, mà muốn thực hiện đó thì một là phải được cơ quan pháp luật cho phép, cụ thể là có bản án quyết định của tòa án hoặc cơ quan thỉnh án là những cơ quan thực hiện việc đó. Trong trường hợp đó, hoặc là còn nếu mà bên nào phá thì đó được phải thỏa thuận của hai bên. Nếu hai bên thỏa thuận với nhau, do bên này phá thì bên này có quyền tự phá. Chứ còn bên kia không đồng ý mà mình tự phá thì đó là hành vi hủy hoại tài sản. Và trong trường hợp này muốn xử lý thì đương nhiên sẽ cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào đơn của các bên, có đơn trình bày và đơn đề nghị giải quyết thì người ta sẽ thành lập hội đồng định giá. Và với giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Nhưng cũng có trường hợp là dưới 2 triệu đồng mà thuộc một trong các trường hợp quy định của Bộ luật hình sự, cụ thể như hành vi hủy hoại tài sản đã bị xử phạt hành chính mà vẫn còn vi phạm thì sẽ bị xử lý, hoặc người phạm tội hoặc người vi phạm đã bị kết án về hành vi hủy hoại tài sản mà chưa được xóa tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý, hoặc gây ảnh hưởng đến mất an ninh trật tự địa phương thì cũng sẽ bị xử lý. Và tài sản đó là tài sản là phương tiện kiếm sống của người bị hại cũng thuộc trường hợp bị xử lý trong trường hợp dưới 2 triệu. Đặc biệt là tài sản này là di vật hoặc cổ vật mà dưới 2 triệu vẫn bị xử lý trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, trong chuyên mục hộp thư truyền hình, chúng tôi có phát sóng phóng sự phản ánh đơn thư của bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư phản ánh về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với gia đình người em ruột của chồng là ông Nguyễn Ngọc Tú, vợ là bà Lê Thị Mì. Sau đây chúng tôi trích dẫn lại những ý kiến của những người liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan chuyên môn là đại diện cơ quan thi hành án dân sự huyện Kim Động để quý vị hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao bản án có hiệu lực mà vẫn chưa thi hành được và từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng dẫn đến mâu thuẫn anh em trong gia đình. Khi đó đọc xong ấy, thì tôi cũng nói với bộ phận chuyên môn là hiện nay thì này nhà ông Hoài, ông Anh Tú lại đang có một cái buồng ở xa bên kia, thế mà theo bờ rào đằng sau, theo bờ rào trước thì tự nhiên cái buồng này nó lại không đi thẳng được, nó không vào đất của ông Hoài được. Thế thì bây giờ các anh xem thế nào? Mà tôi biết là ông Tú, ông Hoài là hai anh em ruột ở liền nhau, tình cảm ít khi coi nhà ai hàng xóm đã được như thế. Thế thì ông Tú cũng có nói là riêng cái buồng này thì để anh em tôi với ông Hoài và tôi với bà chị dâu tôi sẽ đàm thoại cái buồng này. Ông cụ sinh ra ông Hoài với ông Tú này cũng nói đúng rằng cũng chẳng có cái di chúc hay cái gì để lại để mà làm căn cứ để mà giải quyết cho hai ông này, mà chỉ là xác định là đang ở, vì chỉ biết là ông Hoài gọi cho ông Hoài ở một gian buồng và gọi cho ông Tú ở một gian buồng, hai bên đấy, tôi nói cho chính xác nó là như vậy đấy. Thế còn thì cũng như là bây giờ thì nói thực với các đồng chí là ở nông thôn nó rất khó, bị anh em người ta tuyệt vời như thế, công việc gì về chén chè chén rượu anh em cũng như là vô tư không thể tưởng tượng được như anh Chí nói. Thế mà bây giờ anh bảo rằng là thôi cái này cứ làm đi xong rồi để anh em tôi làm tạm với nhau, không có vấn đề gì. Thế bây giờ thực ra nói là không ai lỡ mà bảo bây giờ không phải cái này mới phải cái kia. Thế cho nên đấy, nhưng nó có một cái điểm là cả này mà cũng là không ngờ, theo tôi là nếu như ta mà đưa lên tất cả các cái việc mà các cái đoàn làm việc vừa rồi các cái biên bản các thứ, thì nếu như nó không được thấy hợp lý lắm mà bây giờ ta phải làm lại từ đầu thì thôi đành ta làm từ bây giờ, từ lúc đầu như thế thôi. Bản án thì đã qua hai cấp xét xử, tòa sơ thẩm tòa Kim Động và tòa phúc thẩm là tòa án dân tỉnh Yên từ tháng 9 năm 2005. Bản án đã tuyên là trong trường hợp này là cụ Nguyễn Huy Cảnh phải giao trả lại cái diện tích 84 m2 đất cho bà Mì là vợ ông Tú. Thì trong trường hợp này nó không có liên quan gì đến trường hợp nhà ông Hoài, là trong bản án cũng định đoạt là giao cho ông Hoài tiếp tục được quản lý sử dụng 21 m2 đất trên gian buộc đấy. Thì sau khi mà phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và phối hợp với phòng tài nguyên môi trường và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Động xác định cái diện tích đất, thì do là bản án là tuyên có sai sót, sau khi xác minh hiện trạng là không có sự thay đổi. Từ khi đo thực tế tại hiện trạng mà phải giao là chỉ có 76,4 m2. Mà trong khi đó bản án thì lại tuyên là trả cho cụ Cảnh là phải trả cho bà Mì là 84 m2. Được biết, tháng 2 năm 1996, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thi, nay là Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Tú, vợ là bà Mì, và ông Hoài, vợ là bà Phương. Lúc làm sổ đỏ thì tôi không có nhà, đo tôi không có nhà, tôi đi khám bệnh, nhà tôi thì ở bên Campuchia. Thế thì nó đến ở đây thì nó về sổ đỏ nó, mà sổ đỏ làm thì ông ấy tự biên, tự diễn, tự ký và tự làm, không qua thì với nhà tôi gì cả. Từ việc dẫn đạc không đúng, dẫn đến tranh chấp đất giữa hai anh em. Sau gần 18 năm không thi hành được, bản án đã được Tòa án Nhân dân tối cao xem xét theo hình thức tái thẩm và tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-29 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai gia đình ông Tú, vợ là bà Mì, và ông Hoài, vợ là bà Phương. Chấp nhận yêu cầu của bà Phương là hủy giấy chứng nhận đất số 551 do Ủy ban huyện Kim Thi, nay là Ủy ban dân huyện Kim Động cấp ngày 9 tháng 2 năm 1996, đứng tên chủ hộ là ông Nguyễn Ngọc Tú là chồng bà Mì. Và đối với thửa đất số 175 tờ đầu số 4 diện tích là 642 m2 và hủy giấy chứng nhận quyền đất số 550 rồi ban huyện Kim Thi, nay là Ủy ban huyện Kim Động cấp ngày 19 tháng 2 năm 1996, đứng tên chủ hộ là ông Nguyễn Ngọc Hoài là chồng bà Phương. Đối với thửa đất số 194 tờ đầu số 4 diện tích đất là 451 m2 và thửa số 192 tờ đầu số 4 diện tích là 240 m2. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. đơn thư công dân Vũ Như Anh, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ; đơn thư công dân Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ; đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào; đơn thư công dân Nguyễn Văn Sớ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi; đơn thư công dân Hoàng Thị Hương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ; đơn thư công dân Vũ Xuân Thắm, xã Lệ Giá, huyện Tiên Lữ; đơn thư công dân Lê Xuân Dương, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi; đơn thư công dân Vũ Quang Hồng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên; đơn thư công dân Nguyễn Trọng Thảo, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ; đơn thư công dân Phạm Văn Hoan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện trong việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin, phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326. Chuyên mục hộp thư tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.